Đây là xuyên qua khu rừng trúc. Qua rừng trúc thì sẽ đến rừng già, sẽ nơi sẽ lấy được nấm lim. Đây là con đường mà người dân đi lấy gỗ đấy. Lấy gỗ họ dùng trâu kéo gỗ tạo ra cái hõm sâu như này này. Đây là ba kích này. Ba kích trên núi Yên Tử là tốt nhất Việt Nam. Dòng này với lại dòng ở Quảng Nam nó giá trị tương đương với nhau, cái địa chất nó khá tương đồng, tốt. Có củi đấy nha. Đấy. Củi nó bé thôi. Bé quá thì để cho nó sống. Bé nó chưa. Bé tí này. Đây ba cái rừng này. Bé lắm. Thôi trồng tiếp cho nó lên. Vun lại trồng cho nó lên chứ. Cho qua quá trình đi rừng thì chúng tôi đã phát hiện được một cái dây sâm, gọi là đây là một cái giống sâm ở Tây Yên Tử rất là tốt, là nó là dòng nó thuộc dòng sâm Tiến Vua đấy, sâm Hoàng Liên, sâm Tiến Vua. Ở núi thấp này người ta dân ở đây thì hay gọi là sâm Nam, tức là tên của người phương Bắc nó đặt cho cái tên là sâm quý ở phía Nam. Đây, dây đây. Đây là anh Chín. Đây là anh Đông và sẽ tiến hành đào cây này. Ở một cái khu rừng là hoàn toàn là rừng già hoang sơ. Nguyên sinh. Đâu gốc nó rồi anh nhỉ? Đây, đây đâu. À, kia gốc cao nhỉ. Giữ đây này. Nó vào đá. Đây là củ sâm nhá. Người có thể đây là củ sâm Tiến Vua này. Rất quý. Đào chúng tôi đã đào 1 tiếng đồng hồ rồi này. Mà sâu phải đến 70-80 phân rồi mà mới chỉ moi được một tí này thôi. Củ sâm này nó ăn vào đá này. Đổ đá rồi, không ăn. Không thể đi tiếp được nữa. Đâm quá cái lông do đào sâu quá không được, phải dứt lên, thôi dứt lên ạ. Bây giờ, dứt rồi. Được nửa củ nha. Tức là cái phần to nó là coi như phần củ lấy dưới tầng đá không lấy được. Vào đá không lấy được. Nghe chị này. Chịu. Đành phải thua thôi. Vậy là sao quay ra lại đào tiếp. Mấy năm sau lại ra củ quá. Còn một dây đấy à? Mình cứ lấy dây mình dâm nó xuống nó cũng lên được nhỉ? Dây đấy bỏ, dây đấy bỏ không phải đào khó. Cứng mà. Cứng dây đấy. À, anh. Đây rồi, ok. Đại, đá. Của đấy. Có túi bóng đâu. Quà đấy. Có túi bóng nào, dao đằng sau kia đây. Chặt đi đút đồ vào. Được rồi, được củ rồi. Không được củ nào đi. Chặt 5 khúc nha, cho nó gọn. 3 khúc. Đấy. Sâm là cái gì? Mấy lạng rồi đấy, nửa cân rồi đấy. Đấy, chiến lợi phẩm nửa cân sâm nhá. Được cái sau cái bao trong đây đây. 2 bao tiếng đào bưởi thì để nó đựng măng. Đào được nửa cân sâm. Nửa cân bằng này nửa cân rồi, nặng lắm cái này. Không lấy túi bóng của anh kia để vất.